Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng: Dọc đường hãy rao giảng rằng nước trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền dắt lưng. Đi đường đừng mang bao bì, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ. Còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em.